giờ là chắc mọi người đang trưa hết trơn. Ngủ, giờ này là ngủ. Giờ này là ngủ, nhưng mà tôi là đi làm đẹp. Xin chào anh Trung, Úc Trung, anh khỏe không anh Úc Trung? Làm cô Phụng. Để lên đây cho mọi thấy sáng xí. Chuẩn bị ngủ. Sao nói đúng quá. Ở bên Mỹ là anh Trung chuẩn bị ngủ rồi. Dạ em khỏe anh ơi, em đang đi làm đẹp nè, để chuẩn bị ăn Tết. Mọi người có thấy Sĩ Thanh rõ không ta? Thấy rõ không? Có ai lên coi thử không? Mình sẽ lấy cái điện thoại khác của mình lên xem. Chuẩn bị làm đẹp mọi người ơi. Giờ mình đang chờ gì ta? À cũng rõ chứ hả? Rõ mà. Có điều hơi mờ nhẹ. Đỗ Phương Anh, chị đang ở đâu đấy? Chị đang đi làm đẹp ở đường Bùi Thị Xuân. Hello bạn Phát yêu dấu, đang ở đâu rồi? Hôm nay tôi đi làm đẹp rồi mọi người ơi. Hôm nay làm đẹp để chuẩn bị ăn Tết. Và tôi chuẩn bị là một liệu trình gọi là đập tiền lên mặt để được đẹp. Chị ơi, spa này có trị mụn ẩn không? Mọi người trả lời giúp nè. Spa thì mọi người đừng hỏi thừa, cái gì trên mặt là trị được hết. Trị mụn ẩn, mụn lòi, mụn bọc, mụn tá lả là trị hết, mụn lưng, mụn chân, mụn gì cũng trị được hết, có tiền làm được nha. Đừng có nghĩ ai cũng giống mình nha, Võ Tấn Phát. Tôi đang đi làm đẹp liệu trình Thoma FLX. Mọi người có nghe liệu trình này chưa? Đây là liệu trình. Đây là liệu trình trẻ hóa da. Sau khi làm da tôi sẽ được trẻ hơn 10 tuổi. Và tôi chuẩn bị làm đây. Lâu lâu không có livestream nên nói chuyện với mọi người chơi. Chi phí dịch vụ ở đó bao nhiêu? Rẻ thôi em ơi, 100 triệu à. Bởi tôi đã nói hôm nay tôi đập tiền lên mặt để được đẹp mà. Cảm ơn Mỹ Nhi nha. Hello Lan Anh. Bây giờ mọi người chắc đang đi ăn đi ngủ rồi, không thấy mình đang livestream nữa. Mình chuẩn bị mình thác y rồi mình làm đẹp nè. Trần Quang Huy, chị quay clip nhảy. Vô duyên, người ta đang chuẩn bị làm đẹp chứ tao nhảy. Liệu trình chuẩn bị làm hôm nay là đi làm cái liệu trình Therma. Mọi người cũng biết là cái liệu trình đang rất rất là hot. Khi mà làm liệu trình này xong mình sẽ trẻ lên được cả chục tuổi. Và quan trọng nếp nhăn của mình sẽ biến mất. Mặt của mình sẽ V-line. Mỡ trên mặt sẽ bị tan, nọng cũng tan luôn. Tan nọng, tan tất cả mọi thứ. Và Sĩ Thanh đang ở BB Thanh Mai. Là địa điểm mà Sĩ Thanh rất là hay lui tới. Và bị nghiện, bị mê đây luôn. Tức là mỗi khi mà đi quay phim về là Sĩ Thanh tới đây để làm những cái liệu trình mà Sĩ Thanh làm ở đây rất rất là nhiều rồi. Làm BRB nè, làm gì nữa ta, làm BRB, làm sóng cao tầng, làm burn skin, làm trắng da, làm nói chung là làm những cái gì mà cho mặt mình nó được trẻ ra. Tại vì bây giờ cũng luống tuổi rồi đó. Bạn Thành Bảo, khi nào bạn có tiền thì mình dẫn qua đây làm nha, chứ không có ai đi dẫn bạn đi làm chùa nha bạn nha. Vũ Hồng Linh, liệu trình này bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu liệu trình. Các chị em ơi, mình chuẩn bị làm. Chị em ơi, bây giờ mình sẽ bước đầu tiên là chúng ta sẽ tẩy trang. Em ơi, những cái mọi người đang thắc mắc là liệu trình Therma của mình đó,
là mình sẽ được cải thiện cái gì? Xóa mờ nếp nhăn chị. Xóa mờ nếp nhăn. Tóc chị ngắn đừng có dở lên, dở lên nó giống như là cô tiên Hồng Hà Nhi á. Có cần phải tháo cái kẹp này ra không? Dạ không cần. Tháo quấn luôn. Một trăm triệu. Thật sự mà ngày hôm nay đã nói đi đập tiền vô mặt mà liệu trình này là 100 triệu đấy nha mọi người. Giỡn với tôi hả? Xong mà lát nữa tôi làm mặt xong tôi làm tàn thân là tôi đẹp trẻ được đẹp nè. Không ai không ai lại luôn á. Liệu trình Therma FLX là một cái liệu trình đang rất hot đấy mọi người, không biết search Google nha. Nhưng mà đang rất là hot, đang dậy sóng luôn đó mọi người. Cho nên là tôi là một trong những nhân vật thử nghiệm đầu tiên của liệu trình này ở Việt Nam. Ghê chưa? Cái liệu trình này nếu mà bạn làm bạn sẽ giảm đi những cái gọi là cái gì ta? Cái vết chân chim trên mắt. Dạ, đúng rồi. Sẽ hanh hơi có nhẹ, bìa muốn làm mất luôn. Cho mình sẽ làm. Rồi ở rảnh này tôi cũng hơi nhẹ nên tôi muốn làm nó mất luôn. Và nọng tôi cũng có nhẹ. Cái gì cũng có. Mệt ghê. Cái nọng em cứ tẩy đi chị, cứ nói kệ chị luôn. Nhưng mà chừa cho chị cái môi với chân mày nha. Cái nọng cũng hơi có nhẹ. Thì cái này nó cũng làm xóa luôn nọng của mình luôn. Rồi nó làm lip cái mặt mình lên. Những ai mà má bị mỡ, mọi người má mà bị phúng phính mà nhiều mỡ á, xong nó sẽ làm tan mỡ luôn. Nhưng mà quan trọng là cái liệu trình này á, nó làm cải tiến, nó là nó mới ra cuối năm 2018. Nó rất là mới, cuối năm 2018, tháng 10 năm 2018 á, thì cái liệu trình này nó làm cho da mình đẹp, trẻ hóa, nâng cơ. Nhưng mà nó không có làm cho da mình đau như cái liệu trình cũ. Lúc này mọi người chán dán kìa. Mọi người tôi nói là 100 triệu nhưng mà mọi người chán dán. Cười nha. Giờ anh nói vậy thôi, mọi người tới đây mọi người sẽ có giá ưu đãi đó mọi người. Thanh giỡn. Điều trình này chi phí cũng khá là cao nha. Đừng bôi chân mày của chị nha em nhé. Dạ. Để cho mọi người không hoảng sợ, mọi người bỏ chạy khỏi live stream á. Bước đầu tiên là chúng ta đây mặt đang chuẩn bị mọc, chỉ còn có lông nheo thôi, tẩy luôn lông nheo chị nha. Bước đầu tiên là mình sẽ tẩy trang hết khuôn mặt của mình, sau đó mình sẽ đóng dấu là vẽ sập, nhưng mà sau bác sĩ sẽ tới sẽ đo đầu tiếp. Em ơi, nếu mọi người mà muốn biết cái liệu trình này nó kinh điển và nó giá bao nhiêu á, thì mọi người hãy liên hệ vào số điện thoại 18006617, liên hệ hoặc là hotline của BB Thanh Mai nha, ở trên fanpage của có, lát nữa Sihan sẽ để cái và fanpage của BB Thanh Mai, hoặc là liên hệ số điện thoại 18006617 thì mọi người sẽ biết nhiều hơn về cái liệu trình này. Và liệu trình này đang là liệu trình kinh điển và rất là hot của năm 2019 mà rất là nhiều celeb làm. Bây giờ tôi chuẩn bị làm đây. Bây giờ để cho các chị chuyên viên làm, các chị không ngại tôi sẽ tắt cái live stream này và chuẩn bị lên dĩa. Sau đó thì tôi sẽ có một cái clip ra ngay sau đó trên YouTube của tôi để cho mọi người biết hiểu rõ cái liệu trình này như thế nào. Thì mọi người hãy đón chờ cái clip của Sihan trên kênh YouTube của Sihan nha. Còn muốn làm đẹp thì tới BB Thanh Mai, tại đây là địa điểm mà Sihan rất là tin cậy. Và Sihan tới đây rất là nhiều lần, làm rất là nhiều liệu trình cho nên mới được xinh đẹp như bây giờ. Còn bây giờ tôi chuẩn bị BB Thanh Mai ở đâu hả? Là số 2 Bùi Thị Xuân nha mọi người, ở quận nhất. Có fanpage lát nữa sẽ Thanh để dưới. Còn bây giờ sẽ Thanh làm đây. Bye bye mọi người nhé. Chúc cho mọi người buổi trưa vui vẻ và chuẩn bị ăn Tết thật là đẹp, ăn Tết thật là vui. Bye bye.